PISA là tên gọi tắt của chương trình đánh giá học sinh quốc tế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thế giới OECD khởi xướng và điều phối tổ chức. Đây là chương trình đánh giá học sinh có quy mô lớn trên toàn cầu. Mục đích của cuộc khảo sát là nhằm đánh giá xem học sinh đã được chuẩn bị để đối mặt với những thách thức của cuộc sống xã hội hiện đại ở mức độ nào trước khi bước vào cuộc sống. Năm 2015, Việt Nam có 188 trường với 5.825 học sinh 15 tuổi trên toàn quốc đã tham gia khảo sát và đạt được những kết quả khá khả quan. Theo đó, về lĩnh vực khoa học, Việt Nam đứng thứ 8, lĩnh vực toán học, Việt Nam đứng thứ 22 và lĩnh vực đọc hiểu đứng thứ 32. Phân tích những kết quả của cuộc khảo sát cho thấy, học sinh Việt Nam có thể đáp ứng những yêu cầu của OECD trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Các em đã biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong bài thi PISA. Đặc biệt, kết quả top 10 ở lĩnh vực khoa học mang đến cho Việt Nam một ý nghĩa quan trọng về sự phát triển năng lực của học sinh. Đa số các em đã nắm vững kiến thức cơ bản, phát huy được khả năng lập luận, giải thích và áp dụng kiến thức khoa học vào giải quyết nhiều tình huống thực tiễn trong cuộc sống. Kính thưa các quý vị, quý thầy cô, với mong muốn thúc đẩy tạo môi trường kết nối, chia sẻ, giao lưu học thuật, ngày hôm nay, Câu lạc bộ Nhà khoa học trẻ khoa quốc tế tổ chức sự kiện VISL Talk 3 so sánh điểm số của học sinh Việt Nam trong kỳ thi PISA so với các nước trên thế giới. Sự kiện được tổ chức với sự phối hợp hỗ trợ từ Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự sự kiện ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Phó chủ nhiệm khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm ơn em. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Bùi Thị Thanh Hương, thành viên ban điều hành Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Vâng ạ, xin chào các thầy cô ạ. Vâng, và xin được trân trọng giới thiệu một vị khách mời đặc biệt và cũng là diễn giả của buổi talk ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đặng Hoàng Hải Anh, học giả đến từ khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Vâng, cảm ơn. Xin chào các thầy cô và các bạn. Và sự kiện ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm và tham gia của các quý vị đến từ nhiều đơn vị khác nhau. Có khoảng 35 đơn vị khác nhau tham gia, có cả các đơn vị trong nước và ngoài nước. Tôi cũng xin được điểm qua một số đơn vị. Xin được chào mừng các thầy cô, các nhà nghiên cứu, quý vị đến từ Đại học Keio Nhật Bản ạ, Đại học Sunny Albania và Đại học Tennessee Hoa Kỳ ạ. Và chúng tôi cũng xin được chào đón các giảng viên, các nhà nghiên cứu đến từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế và Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương, Đại học Thủ đô, Đại học Thăng Long, Đại học Phú Yên, Học viện Tài chính, Học viện Hải quân và các thầy cô đến từ các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Và đặc biệt chúng tôi cũng rất vui mừng được chào đón sự tham gia của các thầy cô giáo, một số phụ huynh và các em học sinh đến từ một số trường trung học phổ thông như Trung học phổ thông Thái Bình Dương, Cần Thơ, Trung học phổ thông B Hải Hậu, Nam Định, Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Vâng, và còn một số đơn vị khác nữa mà chúng tôi chưa thể kể liệt kê chi tiết. Ngay sau đây thì trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Phó chủ nhiệm khoa quốc tế, sẽ đại diện ban tổ chức có đôi lời phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời thầy. À, vâng, cảm ơn ban tổ chức. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, các nhà khoa học, các thầy cô giáo và các có thể có một số em học sinh sinh viên tham gia cái buổi hội thảo hôm nay. Thay mặt cho lãnh đạo khoa quốc tế và lãnh đạo câu lạc bộ khoa học trẻ khoa quốc tế, xin nhiệt liệt chào mừng các thầy các cô, các quý vị đến tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Và cũng chân thành cảm ơn các quý vị, các thầy các cô đã dành thời gian trao đổi. Tọa đàm khoa học này là cái chuỗi hoạt động thường xuyên của quốc tế, và như bạn Hải Âu thay mặt cho ban tổ chức đã giới thiệu thì nó nằm trong chuỗi, và đây là cái buổi nói chuyện thứ ba tiếp theo thành công của các buổi trước. Và chúng tôi cũng vui mừng được đón tiếp ở đây là nhiều nhà khoa học, nhiều các thầy cô giáo đã tham gia các buổi trước và tiếp tục tham gia của buổi này. Trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe một chủ đề rất thú vị, đây là cái so sánh điểm thi đánh giá quốc tế của học sinh Việt Nam với học sinh các nước. Đây là chủ đề mà đặc biệt các nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục như chúng ta là rất là quan tâm, bởi vì chúng ta thấy là mặc dù về kinh tế thì Việt Nam rất là khiêm tốn, về cái ranking trong nền kinh tế cũng như là thu nhập đầu người rất là thấp, nhưng mà trong các kỳ thi, trước hết là các kỳ thi học sinh giỏi, các kỳ thi Olympic thì chúng ta đều đạt giải cao, và rộng rãi hơn là kỳ thi PISA mà tiến sĩ Hải Anh đề cập hôm nay, là kỳ thi đánh giá chung thì chúng ta cũng đạt được cái thành tích rất cao.
Và chúng ta cũng có rất là nhiều cái câu hỏi xung quanh vấn đề đó. Tại sao chúng ta lại đạt được những thành tích cao như vậy? Và thành tích cao như vậy thì nó đóng góp được gì chúng ta? Tại vì từ trước đến nay người ta vẫn hay đặt cái câu hỏi liệu chúng ta có nên tự hào là chúng ta nghèo như thế mà vẫn giỏi? Hay là chúng ta nên xem lại mình là chúng ta giỏi như thế mà vẫn nghèo? Thế thì trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì các quý vị sẽ được nghe một số đánh giá từ một nghiên cứu cụ thể của nhóm của tiến sĩ Hải Anh, trong đó lý giải các cái yếu tố mà nó làm cho các kết quả cao như vậy. Thì qua cái bài trình bày thuyết trình của tiến sĩ Hải Anh thì chúng tôi cũng mong muốn là các quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các thầy cô giáo sẽ có những trao đổi, những câu hỏi đặt ra cho nhà nghiên cứu. Và một lần nữa thì thay mặt cho khoa quốc tế xin chân thành cảm ơn và chúc cho hội thảo thành công tốt đẹp. Chúc cho các nhà khoa học, các thầy các cô giáo thu nhận được nhiều kiến thức thú vị trong buổi hôm nay. Vâng, xin chân thành cảm ơn, trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Định. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Hải Anh sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề so sánh điểm số của học sinh Việt Nam trong kỳ thi PISA so với các nước trên thế giới. Trân trọng kính mời Tiến sĩ ạ. Vâng, thế xin phép các thầy cô là chúng tôi xin bắt đầu buổi trình bày. Vâng. Thế vâng, thế giống như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Định vừa mới nêu thì đúng là thời gian vừa qua thì đúng là Việt Nam chúng ta thì cũng có một cái điều cũng có thể nói chúng ta cũng cảm thấy khá tự hào là mặc dù là đúng là cái thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam thì chưa cao, đứng trên hàng thế giới thì chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận là chưa cao, nhưng mà rõ ràng là cái điểm thi trong cái kỳ thi chuẩn hóa PISA của chúng ta trong hai năm 2012 và 2015 thì là rất là cao, thực sự là rất cao và đã gây ấn tượng lớn ở trên thế giới và khiến cho là nhiều những cái người nghiên cứu và những cái nhà là hoạch định chính sách về giáo dục rất là băn khoăn và rất ngạc nhiên là tại sao Việt Nam là một cái đất nước có thể nói là cái thu nhập còn ở cái mức gọi là trung bình thấp như vậy mà lại có thể đạt được cái thành tích giáo dục khá là cao, thậm chí còn có thể là tương đương với cả những nước phát triển hơn như là Anh, Mỹ. Đấy, thế thì đấy là một cái vấn đề mà đã được nêu ra và đã được bàn thảo rất là nhiều. Nhưng mà cho đến giờ thì sự thật là chưa có những cái câu giải đáp có thể nói là thỏa đáng cho để mà giải thích những cái lý do như vậy. Đấy, thế thì cái, trong cái nghiên cứu này thì trong cái buổi seminar hôm nay thì tôi xin trình bày là những cái kết quả nghiên cứu chung với cả nhóm là với giáo sư Paul Glavy, John Wakely và Khoa Vũ là những cái đồng nghiệp của tôi. Là cái nghiên cứu chính ở đây thì cái working paper thì là có online, nó là IGA discussion paper, thì các bạn quan tâm thì có thể đọc và tìm hiểu thêm. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng bổ sung thêm một số những cái kết quả nghiên cứu từ những cái paper khác mà có liên quan, cũng thêm một phần thôi. Nền kinh tế Việt Nam thì trong 20 năm qua thì đã có những cái sự phát triển tương đối vững vàng, là hàng năm là GDP đã tăng trưởng tới 6%. Đấy. Thế thì một trong những cái thành tích đáng chú ý về mặt kinh tế đấy là Việt Nam từ một cái nước gọi là low income, tức là một cái nước thu nhập thấp, đã trở thành một cái nước có gọi là thu nhập ở mức trung bình năm 2010. Chúng ta cũng có thể thấy là cái tỷ lệ gọi là primary school completion rate, tức là cái tỷ lệ mà dân số mà tốt nghiệp tiểu học thì là rất là cao, gần như là các trẻ em đi đến trường thì gần như 100% đều tốt nghiệp. Đấy, thế tức là cái mức độ phổ cập giáo dục tiểu học rất là cao. Và ngoài ra thì cái tỷ lệ đi học ở cái mức trung học cơ sở thì cũng lên tới 95%. Thế thì những cái con số này phải nói là so với thế giới là rất là cao. Cái số năm mà học vấn của Việt Nam so với mặt bằng thế giới, so với các nước mà mặt bằng thế giới và có tính yếu tố thu nhập, Việt Nam là cái điểm, như các bạn, các thầy cô có thể thấy là chúng ta nằm ở trên cái đường đỏ, tức là so với mức trung bình là như vậy là chúng ta hơn cái mức trung bình. Đấy. Với cái thu nhập của chúng ta mà chúng ta đạt được cái mức gọi là học vấn trên mức trung bình. Đấy. Thế thì đấy là một cái điều... đấy là một cái điều rất là đáng khích lệ. Tại sao kỳ thi PISA nó lại gây ra sự chú ý như vậy? Bởi vì hiện nay trên thế giới thì nó là một cái thước đo quan trọng để mà đánh giá về học vấn cho các cái học sinh, các học sinh 15 tuổi trên toàn bộ trên thế giới. Kỳ thi này được bắt đầu từ năm 2000 và sau đấy là nó đã được tiến hành cứ chừng độ 3 năm một lần. Đấy. Khi mà chúng ta nói đến điểm PISA là gần như là ai là chúng ta cũng biết. Và đối với một số nước thì thậm chí nó còn được coi là một cái thang đo để mà đánh giá cái trình độ
gọi là thang đo để mà đánh giá cái gọi là cái thành quả giáo dục của một số quốc gia. Trong thường trong kỳ thi PISA thì là đánh giá về điểm học vấn, tức là điểm đọc, tức là điểm đọc này, các cái kỹ năng đọc, kỹ năng giải toán và kỹ năng khoa học của các cái học sinh 15 tuổi. Tham gia kỳ thi PISA cho đến nay thì có 40 nước thuộc khối OECD và 53 nước khác cũng gần đây mới tham gia. Kỳ thi PISA thì sẽ chia làm 6 cái mức độ gọi là proficiency, tức là tùy theo cái mức độ từ thấp cho đến cao, có 6 cái mức độ tương ứng. Thì chúng ta tạm hiện thời chúng ta có thể hiểu là ví dụ mức độ 1 là cái mức độ rất là tối thiểu, mức độ cơ bản. Đấy. Đấy, mức độ 2 thì tức là một cái mức độ nó gọi là tương đối cơ bản, cao hơn một chút. Mức độ 3 là mức độ trung bình. Đấy, mức độ 4, 5, 6 là mức độ khá và cho đến cao hơn. Thế thì Việt Nam thì như chúng tôi vừa thưa thì là Việt Nam có tham gia vào cái kỳ thi. Trong cái phạm vi bài nghiên cứu này thì chúng tôi sẽ đánh giá sâu hơn về những cái yếu tố sử dụng những cái điểm C của điểm thi của Việt Nam năm 2015 và 2012. Và cũng xin lưu ý là mặc dù nói như vậy nhưng mà cái điểm thi của năm 2018 của Việt Nam cũng rất là cao so với trên thế giới. Đây là một cái biểu đồ chúng ta vẽ cái điểm trên trục tung, cái điều thị bên tay trái là điểm toán này, điều thị ở giữa là điểm đọc này, và đồ thị bên tay phải là điểm về kiến thức khoa học. Đấy. Thế thì còn cái trục hoành là chúng ta vẽ cái thu nhập của các nước. Đấy, thế thì mỗi một cái điểm chấm đấy là một nước. Trong năm 2015 có chừng độ 70-80 nước tham gia vào kỳ thi PISA. Cái đường đỏ ấy, tức là cái đường trend line, tức là nó cho ta thấy là tương ứng với cả cái mức thu nhập của từng nước thì là cái điểm số thì là nó là như thế nào. Đối với Việt Nam thì rõ ràng Việt Nam nổi bật lên, đúng không? Việt Nam ở đây có thể nói là cái dùng cái thuật ngữ thống kê nó gọi là outlier. Tức là mặc dù cái thu nhập của Việt Nam thì các bạn có thể thấy là thấp nhất trong các cái nước mà tham gia vào cái kỳ thi PISA năm 2015. Phần các nước tham gia kỳ thi PISA năm 2015 là toàn những nước giàu, đúng không? Toàn những nước khối OECD. Và không chỉ trong năm 2015 và thậm chí điểm này năm 2012 cũng tương tự như vậy. Về mặt định lượng thì chúng ta có thể đặt ra một cái số những cái vấn đề như sau. Vâng, thứ nhất là như vậy thì một cái vấn đề đặt ra là liệu những cái thành tích nổi trội như vậy của Việt Nam thì có phải là do là cái mẫu những cái học sinh tham gia vào cái kỳ thi PISA này nó giỏi hơn bình thường hay không? Tức là toàn chọn những em giỏi mà thi thố với thế giới thì nó không đại diện cho mặt bằng của học sinh của đất nước. Đấy, thế thì rõ ràng như vậy là nếu chúng ta chỉ dựa vào cái đấy thì cái chính sách giáo dục nêu ra chúng ta sẽ không được chọn. Và một cái câu hỏi khác nữa là ở Việt Nam chúng ta về mặt kỹ thuật mà nói thì có một cái tỷ lệ mà PISA người ta đưa ra, tức là coverage rate, tức là cái tỷ lệ nó giống như là cái enrollment rate ở trong cái thi PISA. Nếu như mà cái tỷ lệ mà đến trường mà thấp đối với Việt Nam thì rõ ràng nếu Việt Nam mà thấp hơn so với các nước thì cái điều đấy nó cũng không có ý nghĩa, bởi vì nó giống như cái vấn đề giữa chất lượng và số lượng đấy. Và thậm chí hoặc nếu không có phải là đơn giản là chỉ là có phải là học sinh Việt Nam là chăm học hơn so với các nước khác không? Hoặc hay là cũng có thêm một cái vấn đề lý do nữa là liệu có phải các cái trường học của Việt Nam đã tiến hành những cái hình thức như là luyện thi, dạy thêm học thêm để mà bồi dưỡng cho học sinh mà thi PISA tốt hơn hay không? Nếu như mà các trường mà tiến hành bồi dưỡng cho học sinh quá nhiều, thế thì nó cũng lại thành ra một cái chuyện nó gây ra những cái thành tích ảo, đúng không ạ? Nếu quả thật là điểm Việt kỳ thi PISA của Việt Nam cao và tốt như vậy, thì liệu những cái yếu tố mà chúng ta có thể đo đếm được ở trong kỳ thi, ví dụ những cái yếu tố về mặt cá nhân, về mặt gia đình, về mặt thầy cô giáo, về mặt trường sở, đấy, thế thì những cái yếu tố đấy thì liệu nó giải thích được đến mức độ nào? Và đến cái cuối câu hỏi lớn cuối cùng là dựa trên những cái mà chúng ta đã biết ở trên thì bây giờ trong trường hợp như vậy thì nếu như mà chúng ta muốn phân tách được những cái sự khác biệt giữa Việt Nam và các cái nước tham gia vào kỳ thi PISA mà chúng ta muốn phân tách được và chúng ta tìm hiểu sâu hơn thì liệu những cái yếu tố mà chúng ta đã thu thập được dữ liệu như là về mặt gia đình, về mặt thầy cô giáo, về mặt trường sở thì nó có thể giải thích được đến phần nào, đến mức độ nào. Vâng, thế thì bây giờ quay trở lại là đến cái câu trả lời đến câu hỏi thứ nhất. Để giải thích được cho cái câu hỏi này thì chúng ta phải kết hợp cái bộ dữ liệu PISA với những cái bộ dữ liệu khác ở Việt Nam mà chúng ta có được dùng phổ biến nhất, tức là cái bộ dữ liệu VHLS là Vietnam Household Living Standard Survey, là cái bộ dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình. Chúng ta có thể so sánh những cái học sinh 15 tuổi ở trong cái bộ dữ liệu VHLS
và những cái học sinh 15 tuổi trong cái kỳ thi PISA của Việt Nam. Thì ở đây chúng tôi là so sánh hai lần 2012 với cả cái cũng cả cái VHLS năm 2012, kỳ thi 2015 của PISA với cái bộ dữ liệu 2014 và 2016. Các bạn có thể nhìn vào cái cột different ấy, different của năm 2012, cái dữ liệu PISA và cái dữ liệu VHLS mà chúng ta thấy một cái sự khác biệt về mặt thống kê, thì chúng ta thấy là nó có những cái đánh dấu sao. Và nếu như mà chúng ta thấy có dấu trừ tức là sao, tức là ý muốn nói rằng là cái bộ PISA này là cái tỷ lệ cao hơn, còn nếu dấu cộng tức là cái tỷ lệ trong cái bộ VHLS là cao hơn. Đấy, qua cái cột này chúng ta có thể thấy là học sinh ở trong kỳ thi PISA là có tới 50% là sống ở vùng thành thị. Đấy, trong khi cái mẫu ở VHLS thì là chỉ khoảng độ 1/4, khoảng 25-26% là sống mức thành thị thôi. Đến cái dòng thứ ba là current grade 10 or higher. Tức là các bạn có thể thấy rằng là đến 86% của cái học sinh trong kỳ thi PISA là học lớp 10 hoặc cao hơn. Trong khi cái con số tương ứng của cái kỳ trong dữ liệu của VHLS thấp hơn là chỉ khoảng độ 76% thôi. Đấy. Đấy, và tương tự như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là kỳ thi PISA thì nói chung là học vấn cha mẹ cũng cao hơn, gia đình thường cũng giàu có hơn, và chúng ta cũng có một cái kết quả tương tự cho cái khi chúng ta so sánh cái dữ liệu năm 2015. Những cái đặc điểm của học sinh PISA như vậy nó hơi khác biệt, đúng không ạ? Nó khá khác biệt so với cả học sinh trung bình trong cả nước. Và thế thì sao? Thế thì bây giờ cách khắc phục thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ ước lượng bằng cách là chúng ta chạy một cái OLS regression, một cái hàm hồi quy mà chúng ta có thể là run a regression of a PISA score, tức là chúng ta chạy một cái hàm hồi quy của điểm PISA đối với cả những cái đặc điểm của học sinh như vậy. Thế nhưng mà khi mà chúng tôi điều chỉnh như vậy thì các bạn có thể thấy cái dòng cuối cùng của cái bảng này thì là khi mà điều chỉnh như vậy thì cái điểm số nó có thấp xuống nhưng mà nó không thấp xuống nhiều. Đấy. Đây ví dụ chúng tôi điều chỉnh cho cái kỳ thi năm 2015. Thế thì cái điểm số nó thấp xuống là 481 điểm so với cái điểm số trung bình của PISA là 494. Thế tức là cái kết luận là gì? Tức là ngay kể cả khi mà chúng ta thay thế điều chỉnh bằng những cái dữ liệu VHLS cho nó tốt hơn thì chúng ta Việt Nam vẫn là một cái nước mà có thành tích điểm PISA vẫn rất là cao. Vâng, thế thì sang đến cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề kỳ thi PISA chỉ gọi là thu thập được dữ liệu khoảng độ một nửa, tức là 50%, khoảng một nửa những cái học sinh 15 tuổi. Và rõ ràng là một cái kỳ thi mà nó muốn mang cái tính chuẩn hóa đại diện cho học sinh cả nước thì rõ ràng cái tỷ lệ này nó phải gần với 100%. Thì chúng tôi áp dụng những cái mô hình toàn thống kê khác nhau. Thế thì phương pháp thứ nhất là chúng tôi đưa ra những cái giả định khác nhau. Giả định chẳng hạn như là bây giờ những cái học sinh mà tham gia vào như vậy đều là những cái học sinh rất là giỏi, đều là ví dụ trong 66% các cái học sinh tham gia đấy thì đều nằm ở cái top gọi là top 50% hết, tức là đều là cái nhóm cao nhất hết. Thế thì chúng tôi đưa ra một cái công thức là bây giờ chúng ta lấy cái tỷ lệ coverage rate đấy, chúng ta trừ đi 50% rồi chúng ta gọi là chuẩn hóa, chúng ta standardize bằng chính cái tỷ lệ đấy. Và những điều chỉnh đấy thì các thầy cô và các bạn có thể thấy là Việt Nam vẫn là một cái nước mà có cái thành tích rất là nổi trội. Phương pháp thứ hai thì là chúng ta có thể gọi là chúng ta so sánh cái bộ dữ liệu PISA của chúng ta đối với cả những cái bộ dữ liệu cũng gọi là chuẩn hóa khác trên thế giới. Ví dụ như cái bộ dữ liệu về Strongline. Thế thì một cái đặc điểm rất là hay của bộ dữ liệu Strongline này là người ta tiến hành đo những cái kết quả học tập của học sinh là có thể là cả những cái học sinh đang đi học và cả những cái học sinh mà đã bỏ học. Đây ví dụ như cột 1 là chúng ta có thể chia cái kỳ thi online thành 10 cái phân vị, cái then cái decile khác nhau và có điểm số khác nhau. Thế thì những cái cột thứ nhất là cho thấy là cái tỷ lệ những cái học sinh mà vẫn đang đi học của kỳ thi online và chúng ta có được cái con số đấy, và sau đấy thì chúng ta điều chỉnh bằng cái tỷ lệ chung của những cái học sinh online đang đi học là 83%. Thì chúng ta có cột thứ hai,
sau khi chúng ta có cột thứ hai thì chúng ta lấy cột thứ nhất chia cột thứ hai để chúng ta ra một cái gọi là inflation factor, là tức là hay là một cái gọi là một cái weight đấy, hay một cái quyền số hay một cái trọng số để chúng ta điều chỉnh lại cho cái điểm PISA. Đấy, thế thì sau khi dùng cái trọng số của cái cột thứ ba này thì chúng ta adjust, chúng ta điều chỉnh lại cho các điểm PISA năm 2012 và 2015. Thế thì khi chúng ta điều chỉnh những cái trọng số này thì các thầy cô và các bạn có thể thấy là điểm PISA rõ ràng, tất nhiên là sẽ có thấp xuống nhưng mà cũng không thấp xuống nhiều. Và đấy, thế thì các bạn có thể nhìn thấy là cái cột 4 và cột 5 chẳng hạn, đúng không? Đấy, thế tức là sao? Tức là cái điểm mà chúng ta rút được ra từ cái cách tính này là kể cả khi mà dùng cái kỳ thi online là một cái kỳ thi khác, tức là một cái bộ dữ liệu khác cũng tương đối chuẩn hóa, và chúng ta như thế là chúng ta cũng thu lượm được cái kết quả là điểm số của Việt Nam cũng rất là cao. Vâng, thêm một cái phương pháp nữa cuối cùng về mặt lượng hóa là bây giờ nếu vậy thì chúng ta có thể sử dụng những cái chúng ta có thể sử dụng những cái công cụ mạnh hơn nữa, tức là chúng ta gọi là xác định cái cận dưới và cận trên của điểm thi, tức là chúng ta sử dụng cái phân phối chuẩn và chúng ta tiến hành những cái gọi là phương pháp toán để mà tính ra cận dưới và cận trên. Thế thì cái ý nghĩa ở đây thì tức là cũng giống như ở trên, tức là giả sử là cái kỳ thi PISA này nó chỉ đánh giá, tức là cái mẫu của cái PISA chẳng hạn là chỉ đánh giá những cái học sinh giỏi nhất của Việt Nam. Đấy, nếu chúng ta có một cái giả định như vậy thì rõ ràng những cái học sinh đấy nó sẽ nằm ở bên tay phải của cái phân phối này, tức là student in the sample. Thế nhưng mà cái giả định như vậy nó rất là cực đoan, bởi vì sự thực không phải, bởi vì trong thực tế thì có thể có nhiều học sinh không tham gia vào kỳ thi PISA, nhưng mà nếu giả sử những học sinh đấy tham gia thì có khi điểm số của những cái em đấy có thể cũng rất là cao. Đấy, thế thì với một cái giả định cực đoan như vậy thì sẽ giúp chúng ta đánh giá được cái cận dưới của điểm thực sự. Đấy, bởi vì sao, rõ ràng là bây giờ chúng ta giả định tất cả những cái kỳ thi học sinh trong kỳ thi PISA là giỏi nhất, phải không ạ? Nhưng mà trong thực tế không phải như vậy, đúng không? Vẫn có một thiểu số còn lại, những học sinh có thể rất là giỏi, rất là khá, nhưng mà chúng ta chưa đánh giá được. Vâng. Đấy, thế thì nếu chúng ta thực hiện, chúng ta tiến hành cái giả định cực đoan như vậy thì chúng ta có thể dùng những cái phương pháp công cụ chuẩn hóa về phân về gọi là normal distribution, tức là cái phân phối chuẩn để mà chúng ta đánh giá. Thế thì cái phương trình 3 ở đây là sẽ đưa ra cho chúng ta cái cận dưới của những cái điểm số thực sự. Vâng. Thế thì khi mà chúng ta áp dụng cái cận dưới đấy và chúng ta vẽ ra thì chúng ta sẽ có cận trên và cận dưới. Thế thì điểm cận trên thì dễ rồi, bởi vì cận trên là giả sử là cái điểm điểm PISA hiện nay, cái điểm PISA mà chúng ta observe, tức là cái điểm PISA thực tế. Thế còn giả sử cái cận dưới là sao? Tức là trường hợp là có thể bị tụt xuống. Đấy. Thế thì Việt Nam là cái điểm xanh, như các thầy cô có thể thấy. Đấy. Thế thì rõ ràng là Việt Nam có khả năng là sẽ bị tụt xuống nhiều. Thế nhưng mà tất nhiên cái giả định như vậy nó rất là cực đoan. Thế cho nên là thôi thay vì làm cái giả định đấy thì cho nó dễ là chúng ta sẽ lấy cái điểm trung bình giữa cái điểm PISA hiện nay và cái điểm cận dưới đấy. Đấy, thì để so sánh thế cho nó dễ, bởi vì chúng ta phải so sánh nhiều nước với nhau mà. Vâng. Thế thì đấy, nếu như mà chúng ta áp dụng cái điểm trung bình như vậy thì rõ ràng bây giờ cái điểm số của Việt Nam đã giảm đi rất là nhiều, và chúng ta có thể thấy là Việt Nam bây giờ bị kéo tụt xuống điểm số. Ví dụ như đây là điểm toán, điểm đọc hiểu cũng vậy thôi, điểm toán của năm 2015 là bị kéo tụt xuống gần như ngang hàng với cả Moldova, là một cái nước Cộng hòa Moldova ở châu Âu. Vâng. Nhưng mà kể cả như vậy thì các bạn và các thầy cô cũng có thể thấy là kể cả như vậy thì Việt Nam vẫn là một cái outlier, vẫn là một cái điểm, vẫn là một cái nước vẫn nổi trội lên, vượt hẳn lên so với cái đường trung bình. Vâng, thế thì bây giờ nếu sau khi đã có một loạt những cái điều chỉnh về mặt lượng hóa như vậy rồi thì chúng ta có thể đánh giá thêm những cái yếu tố khác. Đấy, ví dụ như là thế thì liệu cái câu hỏi đặt ra có phải là nếu không phải như vậy thì hay là tại học sinh Việt Nam là học hành rất là chăm chỉ và rất là cố gắng. Và chính vì như vậy cho nên là thành tích rất là cao, đúng không ạ? Cũng có một cái nghiên cứu gần đây thì là đã đánh giá lượng hóa được, và người ta lượng hóa ra và người ta so sánh và có những cái đặc điểm nhất định của cái kỳ thi trên máy tính giúp người ta đánh giá được cái mức cố gắng của học sinh. Ví dụ như là kỳ thi trên máy tính, vâng, thì nó đánh giá rất là rõ. Nếu một học sinh mà lười, ví dụ chỉ thi cho nó có thôi, đúng không, thì chỉ cần cứ chấm vào mắm bừa bừa vào những câu hỏi trắc nghiệm. Đấy, thế thì đánh giá được rất là rõ về mặt thời gian. Thi trên giấy thì khó khăn hơn, bằng vì thi trên giấy là cứ hết giờ là nộp bài, cho nên không đánh giá được như vậy. Nhưng mà sử dụng cái dữ liệu PISA
mà của những cái nước mà thi trên máy tính, thì nhóm các cái tác giả Akio, Krishna và Wang, người ta đã đánh giá được là nếu như mà chúng ta điều chỉnh cho cái mức độ cố gắng của học sinh, thì chúng ta có thể điều chỉnh những cái điểm PISA đi xuống. Thế nhưng mà thật ra khi mà điều chỉnh như vậy thì chúng tôi có áp dụng cái phương pháp điều chỉnh đấy, nhưng mà cho những cái nước mà sử dụng máy tính chứ không phải cho Việt Nam. Vâng. Nhưng mà để so sánh, vâng, thế thì chúng tôi điều chỉnh như vậy thì rõ ràng là những cái điểm của các nước khác thì là có thể tăng lên chừng 4,4%. Tức là sao? Tức là cũng giống như là Việt Nam giảm đi khoảng chừng 4,4%. Nếu mà nói cách cực đoan, thế thì nói như vậy là cũng không nhiều lắm. Vâng. Cũng không nhiều lắm. Vâng. Chúng ta phải áp dụng nhiều cái giả định khác nhau để chúng ta điều chỉnh điểm số. Vâng. Vâng, thế cuối cùng thì một cái câu hỏi thứ khác mà trong cái mảng này nêu ra là nếu vậy thì có khả năng là các cái trường ở Việt Nam là người ta đã gọi là các trường học ở Việt Nam là có những cái sự gọi là bồi dưỡng cho học sinh để mà thi PISA hay không? Vâng, thế thì cái điều này nó cũng đáng kể đúng không ạ? Bởi vì là nếu như mà các trường mà điều chỉnh mà bồi dưỡng cho học sinh, thế thì rõ ràng là như vậy thì như chúng tôi vừa nêu là như vậy là cái thành tích như vậy nó không đánh giá thực sự nữa. Thế nhưng mà tất nhiên cái điều này rất là khó, nếu chúng ta muốn chuẩn hóa lượng hóa được những cái yếu tố này thì rất khó, và chúng ta phải thu thập được dữ liệu. Thì trong thực tế thì chúng tôi không có thu thập được dữ liệu để mà lượng hóa được cái yếu tố này. Nhưng mà nếu như mà chúng tôi nhìn vào những cái nghiên cứu trước đây, ví dụ như là cho học sinh ở Đức chẳng hạn, thì cho thấy là cái việc luyện thi cho học sinh ở Đức thì cũng không làm tăng cho cái điểm số nhiều, cũng chỉ tăng được chừng độ 4-5 điểm đấy thôi. So với tỷ lệ như các thầy cô các bạn biết là 500 điểm đúng không? 4-5 điểm thì cũng chỉ là 1 điểm phần trăm so với 500 điểm thôi. Đấy. Hay là nhưng mà nói về cái việc luyện thi thì thậm chí những cái nước khác như là các nước ở Abu Dhabi, là những cái nước ở Ả Rập này, hay là những cái nước giàu như Canada hay Colombia, thì thậm chí nhiều khi còn người ta cũng luyện thi cho học sinh. Đấy, thì là những cái nghiên cứu trước nó đã chỉ ra. Vâng, thế thì cuối cùng là bây giờ nếu chúng ta tổng hợp tất cả những cái phương pháp để điều chỉnh lại như vậy, đấy, Việt Nam nó vẫn là một cái outlier, nó vẫn là một cái điểm nổi bật lên. Thế thì bây giờ chúng ta thử dùng cái phương pháp toán thống kê, chúng ta sử dụng cái phương pháp hồi quy. Việt Nam, cái điểm số của Việt Nam vẫn rất là cao, vẫn thuộc hàng top 10, top 20 trên thế giới. Và khi chúng tôi áp dụng những cái yếu tố như vậy, thì cái quan trọng ở đây là Việt Nam, cái dòng fixed effect rank đấy, tức là cái rank ấy, tức là cái xếp hạng của Việt Nam vẫn rất là cao. Và cuối cùng thì là bây giờ nếu đến cái câu hỏi cuối cùng là câu hỏi thứ ba, thì là bây giờ thay vì chúng ta làm như vậy thì chúng ta sử dụng những cái phương pháp gọi là decomposition, một cái phương pháp rất là chuẩn hóa là decomposition, Oaxaca Blinder Decomposition, để chúng ta phân tích kỹ hơn là những cái yếu tố mà chúng ta có thể đo đường được. Về mặt kết quả thì các thầy cô và các bạn có thể thấy là trên cái dòng đầu tiên ấy, cái table 9A, cái bảng 9A ấy, thì khi chúng ta phân tách ra thì cái sự khác biệt giữa điểm số Việt Nam và điểm các nước khoảng 41 điểm. Chúng ta nhìn vào cái cột thứ hai bên tay phải ấy, thì chúng ta nhìn vào cái dòng cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy là cái điểm trừ đây là 22. Đấy, tức là 22 tức là sao? Tức là những cái đặc tính, những cái đặc điểm trong dữ liệu của chúng ta thì không hề giúp chúng ta giải thích được. Nếu như mà nó là cộng thì cộng 22 thì nó giải thích, nhưng mà đằng này nó trừ 22 tức là nó còn không giải thích được những cái yếu tố này. Và tương tự như vậy là cho năm 2015 thì chúng ta cũng có thể tương tự, thậm chí 2015 là -30. Tức là cái kết quả nói chung thì là sau khi dùng những cái phương pháp Oaxaca Blinder Decomposition Technique thì chúng ta cũng không giải thích được nhiều. Là như vậy Việt Nam lại có một cái điểm số rất là cao và được thế giới công nhận là điểm số rất là cao so với mức thu nhập của mình trong kỳ thi 2012 và 2015. Thế nhưng có một cái vấn đề là nó chỉ đánh giá được năng lực của khoảng chừng 2/3 học sinh trong độ tuổi 15 tuổi mà thôi. Chúng tôi dùng rất nhiều những cái phương pháp, những cái techniques về mặt toán thống kê, cũng giống như những cái phương pháp mà dựa vào những cái nghiên cứu trước đây để mà điều chỉnh cái điểm số của kỳ thi PISA và sử dụng những cái giả định khác nhau. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn cho thấy rằng là những cái dữ liệu nó cũng chưa giải thích được cụ thể là tại sao học sinh Việt Nam lại điểm cao như vậy. Thế thì chúng tôi dựa vào những cái nghiên cứu mà mang tính định tính trước đây thì cho thấy rằng là một số cái giả thuyết được nêu ra là có thể là đấy là yếu tố văn hóa, hoặc là cũng có thể nêu ra những cái yếu tố như là những cái cải cách giáo dục, có thể có những cái cải cách giáo dục thích hợp.
Thế thì như vậy thì cuối cùng thì với những cái kết quả như vậy thì liệu chúng ta có những cái rút ra được những cái điều gì? Chúng ta có thể thấy là một cái điều mà kỳ thi PISA Việt Nam cần phải có thể cải tiến hơn là bây giờ chúng ta cần phải làm thế nào, chúng ta phải thu thập được mẫu về những cái học sinh mà đang không đến trường. Thay vì chỉ điều tra các cái học sinh ở trường học thì chúng ta cần phải đến tận nhà các học sinh đấy để chúng ta điều tra. Tiếp theo ấy thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý là PISA nó chỉ là một kỳ thi thôi ạ. Vâng, tức là nó không phải là cái gold standard, nó không phải là cái duy nhất để mà đánh giá học lực và thành tích của các học sinh. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn theo cái khía cạnh là PISA bây giờ khi mà chúng ta muốn lượng hóa những cái học lực và những cái thành tích đấy thì, của học sinh thì rõ ràng chúng ta cần phải một cái kỳ thi nào đấy. Thế thì bây giờ bởi vì chúng ta hiện giờ chúng ta không có một cái gì nó tốt hơn PISA cho đến thời điểm này, đúng không? Nói chung là thế. Thế thì do vậy là PISA nó rất là hữu ích. Vâng, và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin thưa là đấy, thế thì theo cái ý đấy thì có vấn đề nêu ra là về kỹ năng của học sinh ấy, thì tất nhiên kỹ năng của học sinh của chúng ta, của Việt Nam thì chúng tôi cũng xin nêu là cũng không chỉ là cái vấn đề gọi là những kỹ năng toán và kỹ năng khoa học, mà chúng tôi nghĩ rằng là còn có những cái kỹ năng khác ở trong cái thế giới hiện đại mà chúng ta cần phải có, ví dụ như là tiếng Anh. Và tiếng Anh thì bây giờ gần như là ngôn ngữ toàn cầu rồi ạ. Hay là chúng ta phổ tập học những cái kiến thức như là vi tính hay là như là số hóa. Vâng, rất là cảm ơn thầy Hải Anh về cái bài trình bày rất là hấp dẫn. Trước khi buổi hội thảo này diễn ra ấy, thì ban tổ chức cũng nhận được một chục câu hỏi. Tôi cũng để ý là trong cái phần trình bày của mình và đặc biệt là phần cuối thì thầy Hải Anh cũng đã trả lời hầu hết các cái câu hỏi đấy, phải không ạ? Thế thì tôi có một câu hỏi đặt ra cũng chung với câu hỏi như thế này. Tại vì chúng ta đang còn trong cái quá trình cải cách giáo dục. Thế thì PISA thì không phải ngẫu nhiên người ta đặt ra PISA này. Mà nó là thước đo và chúng ta thấy là với cái trình độ nền kinh tế của Việt Nam như này thì không thể đòi hỏi gì hơn được nữa rồi. Tại sao chúng ta lại cứ phải cải cách? Xin thưa là cái câu hỏi hay là cái vấn đề mà thầy định nêu ra thì đúng là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng rất là quan tâm, bởi vì rõ ràng như thầy định nêu, bây giờ nếu điểm PISA của học sinh Việt Nam mà cao như thế thì rõ ràng chúng ta cần nói một cách đơn giản là liệu chúng ta cố gắng thêm nữa để làm gì. Thế thì theo cái nhận định chủ quan của chúng tôi thì đánh giá rằng là cũng có thể một phần những cái thành tích này là do cái việc đào tạo về mặt toán thì là về mặt gọi là các môn khoa tự nhiên của Việt Nam chúng tôi đánh giá là tương đối tốt, và tức là rất là tốt so với cái học sinh trung bình ở trong trường phổ thông của nước Mỹ, thì có lẽ là được trang bị về cái kiến thức toán có lẽ là không được mạnh như là các một học sinh mình ở Việt Nam. Có lẽ là cái giáo dục Việt Nam thì có thể là chúng ta cần phải phát triển thêm những cái kỹ năng khác cho nó cân bằng hơn, ví dụ như là phát triển những kỹ năng về tiếng Anh, phổ cập về tiếng Anh, về những cái kỹ năng mềm, những cái kỹ năng tin học, những cái kỹ năng số hóa. Thì những cái kỹ năng này thì những cái nền kinh tế phát triển như là Anh, Mỹ thì rõ ràng người ta làm rất là tốt. Một lần nữa thì thay mặt ban tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn diễn giả tiến sĩ Hải Anh. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô đã rất nhiệt tình tham gia và ở đến giờ này. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các quý vị.